là một hiện tượng của giới trẻ, thì tôi nghĩ có một cái hiện tượng sản phẩm đồng hồ buổi tiến dụng. Tôi xin chúc mừng. Câu hỏi của tôi là trong hợp đồng này buổi tiến dụng có chịu tiết lộ được con số là bao nhiêu tiền hay không, và trong thời gian là bao lâu? Tôi xin hết. Xin được cảm ơn một câu hỏi rất thú vị từ Áp Đặt. Câu hỏi này không biết là ai trả lời đấy, không biết là bên mình đặt câu hỏi không hay sao? Đây là câu hỏi của Tiến Dũng, thì tôi Tiến Dũng tiết lộ. Cảm ơn câu hỏi của anh. Có lẽ về vấn đề hợp đồng mà số tiền trong đấy sẽ xin phép không được tiết lộ, thì nó còn nhiều trong đấy bạn cảm ơn anh. Và em cũng nghĩ rằng thật ra câu chuyện về chi phí là một phần thôi. Cái quan trọng hơn hết là bạn Bùi Tiến Dũng chúng ta hoàn toàn phù hợp với tinh thần Never Give Up mà The Show G-Shock mong muốn được lan tỏa đến với giới bộ điều tại Việt Nam. Hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Một tràng vỗ tay cho Bùi Tiến Dũng cho quý vị. Mình thấy anh cũng còn thắc mắc một điều là thời hạn của cái sự hợp tác này trong bao lâu? Hiện tại thì Dũng và Tiến Dũng có hợp đồng với nhau trong thời gian cũng khá là dài đấy, nhưng mà Dũng thật sự rất mong là trong thời gian dài nữa mình có thể có cái hội được hợp tác cùng với Tiến Dũng và để lan tỏa cái tinh thần của mình và lan tỏa cái tinh thần của Tiến Dũng để được cái phát tới tất cả các bạn trẻ, tất cả những giới mục tiêu mà được với Tiến Dũng. Xin tóm gọn lại ý để cho anh có thể hiểu hơn, thì có thể là ý Dũng nói là khi mà sự nghiệp của Dũng còn cống hiến thì Dũng mang về còn về và những thành công thì Dũng sẽ còn tiếp tục làm việc với G-Shock với tinh thần Never Give Up. Em nghĩ là ý của Dũng là như vậy. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh, cảm ơn phần chia sẻ của Bùi Tiến Dũng, và chắc là mình sẽ quay trở lại với anh khi vượt cái ca sân khấu kìa. Mình xin chia sẻ là mình là một đại lý của Casio. Còn hôm nay đến cái buổi này thì mình rất là thấy rất là hoành tráng, thì cũng xin chúc mừng cho Casio cũng như là công ty BCG. Thì mình cũng trước khi thì mình cũng chia sẻ với mình cũng muốn đặt câu hỏi với Tiến Dũng tí xíu. Thì với Tiến Dũng thì ví dụ như trước đây, trước khi mà em đến với đại sứ thương hiệu của người Sóc á, thì em đã từng sử dụng qua một chiếc đồng hồ nào chưa? Và em có thể chia sẻ với mọi người thêm tí xíu là em có thể so sánh về cái những tính năng hoặc là những cái ưu điểm và nhược điểm của cái đồng hồ anh đã sử dụng và chiếc cửa Sóc như hiện tại em đang sử dụng. Cảm ơn câu hỏi của anh. Em cũng xin chia sẻ là vào cái thời em cũng khá là bé, và khi thấy một chiếc đồng hồ G-Shock lúc đấy là mới du nhập về Việt Nam thôi, em mới ước rằng mình được đeo trên tay chiếc đồng hồ đấy. Và mãi gần đây thôi em mới được đeo một chiếc đồng hồ G-Shock ở trên tay, và đây là chiếc đồng hồ xịn nhất em được đeo. Em từng đeo những loại đồng hồ khác, và có những lần em đi chơi hoặc là có những chiếc đồng hồ mang tính thể thao em đeo ra tập luyện nhưng mà nó bị vỡ rồi chảy xước. Đến lúc em đeo chiếc đồng hồ này thì mọi thứ nó em cảm thấy rất là yên tâm với những thiết kế của nó, cái công dụng của nó, nó có thể tốt cho em trong công việc tập luyện của mình. Và cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả những câu hỏi tuyệt vời các quý vị chị đã dành cho những vị khách của chúng ta ở trên này.